Nói về Adil, cô rất có thiên phú về kiếm thuật, mặc dù cô bắt đầu luyện kiếm trẻ hơn những đứa trẻ khác, nhưng kỹ năng của tiểu thư vượt trội hơn nhiều so với bạn đồng trang lứa. Và cô niềm đam mê trở thành một hiệp sĩ. Sau khi phát hiện về thiên phú này của cô, cha cô đã yêu cầu hãy giữ bí mật về chuyện này, không được cập nhật chuyện này cho bất cứ ai. Khi cô hỏi lý do, là vì ông ghét cô trở thành hiệp sĩ sao? Ông đáp, nếu con dùng kiếm trước bất kỳ ai khác, thì con đừng hòng chạm vào kiếm một lần nào nữa. Con có hiểu những gì ta đang nói không? Lúc này lũ quái vật đã bị đánh bại, cổ xe ngựa ban đầu cũng bị chúng phá hủy, a à, do xin lỗi cô vì cỗ xe ngựa anh mới chuẩn bị có lẽ sẽ khiến cô không thoải mái trong chặng đường sắp tới cô nói anh không cần phải xin lỗi vì trong tình huống này có được một cỗ xe ngựa cũng không phải dễ dàng gì a à, do tự trách bản thân yếu kém nên để cô phải trải qua những chuyện này cô nói cỗ xe ngựa bị phá hủy cũng không phải là lỗi của ngài nên không cần phải xin lỗi người đàn ông này ngay lúc này hẳn đang kiềm nén câu ta xin lỗi vì anh ấy là kiểu người như vậy đời sống hôn nhân với a à, do không hề tồn tại nó chỉ là lời thề nguyện trước chúa mà thôi không còn gì. Khác. Đối với An Do, mối quan hệ duy nhất mà anh ấy có với cô, là phải bảo vệ đứa con gái của công tước quá cố bằng mọi giá. Anh ấy tự tin rằng, mỗi hành động mà anh ấy làm, là chứng minh cho lòng trung thành của mình đối với cha của cô. Nghĩ đến chuyện đó, cô không biết lời thể trung thành của anh ấy với cô có gì khác biệt. Tiểu thư, ta có thể hỏi tiểu thư câu này không? Là gì vậy? Kỹ năng kiếm thuật của tiểu thư xuất sắc như vậy. Tại sao bấy lâu nay tiểu thư vẫn luôn che giấu nó? Anh ấy có biểu cảm và câu hỏi giống kiếp thứ hai của cô. Chính xác thì ta không giấu nó, chỉ là trước đó ta không hề có lý do gì để cầm kiếm cả cô đã hứa với cha cô dưới sự bảo vệ của ông ấy cô sẽ không bao giờ cầm kiếm a à, do nói rằng kiếm thuật của cô của cô rất tuyệt vời cô không có ý định trở thành một hiệp sĩ sao vẫn câu hỏi đó và câu trả lời của cô vẫn như vậy cô nói không cô không có ý định trở thành một hiệp sĩ kể cả có muốn cũng không được vì sắp tới cô phải gánh vác trở thành chủ nhân tạm thời cho gia tộc để không đề cập tới kỹ năng kiếm thuật của cô nữa cô nói sau khi cầm kiếm cô có hơi mệt tiểu thư có muốn ngủ một chút không trong lúc đó ta sẽ ra ngoài không sao ngài có thể cho ta mượn bờ vai của ngài không giờ đổi xe ngựa lại càng mệt hơn. Với cả ngày an do ở đây không hề làm ta khó chịu. Nhưng, sao ta dám? Đó là cách tốt nhất ta có thể nghĩ đến, nếu ngài thấy không thoải mái thì có thể từ chối. Không, ngài chắc là ổn chứ, vâng, ta cũng không thấy khó chịu gì cả. Cô biết rằng, dù anh ấy có đang không thoải mái, anh cũng sẽ không từ chối nó. Vai của anh ấy cứng đờ cả rồi, một suy nghĩ táo bạo bay qua đầu cô, cô nghĩ giờ mà bảo anh ấy cho mượn đùi, chắc là anh ấy xỉu mất. Kể cả vậy thì anh ấy cũng sẽ không từ chối. Dù gì đây cũng là yêu cầu của tiểu thư Leopold mà. Lúc đó cũng vậy, anh ấy có lẽ chấp nhận lời cầu hôn cũng vì nguyên nhân trên. Lúc này cô kể cho anh nghe một câu chuyện, "Ngài An Do, có một chàng hiệp sĩ kết hôn với vị tiểu thư mà anh ta phục tùng. Anh ta ở bên cạnh và bảo vệ cho vị tiểu thư đó, trong suốt khoảng thời gian họ kết hôn với nhau. Nhưng với kiên vị là hiệp sĩ chứ không phải với cương vị là một người chồng. Liệu rằng chàng hiệp sĩ đó kết hôn với chủ của mình vì tuân theo lệnh, liệu rằng có đau khổ không? Liệu anh chàng đó có cảm thấy bản thân bị người khác sử dụng như một công cụ không? Vị tiểu thư đó đã cướp đi sự tự do và niềm hạnh phúc của anh ấy." anh ấy có hận vị tiểu thư đó không cô đang nỗ lực để tội lỗi của mình được giảm đi cảm giác có hơi nhát gan a à, do nói rằng anh nghĩ chàng hiệp sĩ đó muốn bảo vệ cho tiểu thư của mình chàng muốn đối xử tốt với tiểu thư nhưng điều anh ấy làm tốt nhất là bảo vệ cô ấy được rồi ta đã có được câu trả lời mà ta cần rồi lúc này họ đã tới dinh thự martina ông là bạn cũ của cha cô ông đã vượt qua cơn bão tuyết để đến tham dự lễ tang của cha vì ông là người cô vô cùng biết ơn nhưng mà trong suốt bữa ăn phải ngồi đối diện với trách nô quả là một thử thách khó khăn và đau đớn với cô sau khi bị quái vật tấn công, chính Trách Nobun đã cho truyền tin rằng chính hắn là người đã dẫn đầu trong cuộc tiêu, cuộc tiêu diệt quái vật. Khi bá tước Martina nói về việc nghe nói điện hạ đã tự mình hạ gục đến năm con quái vật, ông nói, sắp tới sẽ có cuộc thám hiểm săn bắt Pashek, điện hạ sẽ không ngại chia sẻ về những thành tựu của mình đúng không? Trách Nobun là kẻ cuồng công nhận và sự chú ý từ mọi người. Hắn ta thường dùng bộ não không chút kinh nghiệm gì để truyền đạt hàng tá thông tin. Chuyện cướp công của người khác cũng quá dễ dàng đi, mà người cướp công lại là người chỉ ngửi thấy mùi thôi đã ngất xỉu. Cảm ơn ngươi vì đã tự đào hố chôn mình. Bá tước Martina mong muốn trách Nobun chia sẻ kinh nghiệm về việc dùng một tay tiêu diệt cùng lúc nhiều quái vật cho binh lính của ông ta. Vì năm nay vụ mùa bội thu nên việc quái vật xuất hiện sẽ tăng cao. Trách Nobun chột dạ, nói ta mệt lắm rồi, tiểu thư và ta theo lệnh của phụ hoàng để đến thủ đô. Ta nghĩ bữa ăn cũng đã xong, nên chúng ta phải khởi hành thôi. Để có thể đưa Trách Nobun vào cái hố mà hắn đã đào, cô nói rằng, vậy những việc chúng ta cần làm là được sự cho phép từ bệ hạ. Bệ hạ được biết đến là một vị hoàng đế thông thái và đầy kiên nhẫn, nên ta chắc rằng bệ hạ sẽ cho chúng ta nghĩ lại đây nếu chúng ta giải thích tình huống với bệ hạ không đúng sao điện hạ ý ta điện hạ là người đột nhiên xuất hiện và hạ gục quái vật nên việc này sẽ thúc đẩy tinh thần cho các đội đi thám hiểm sao điện hạ không thử tham gia vào chuyến thám hiểm hắn tức giận a điêu không phải ta đã nói mệt và có ý muốn sẽ khởi hành sau khi ăn xong bữa ăn sao ờ ngại quá ta làm loạn thế này khiến thái tử khó mời lời nhỉ vậy bá tước cảm ơn vì đã chuẩn bị bữa ăn rất ngon vừa ra khỏi cửa hắn ta đã nghiến răng nghiến lợi đẩy cô điện hạ ngài bị làm sao vậy hắn nghĩ chết tiệt, mẹ kiếp chết tiệt, giá mà cô không phải là một Leopold. Nếu lãnh địa Leopold rơi vào tay hắn, hắn sẽ lập tức trừng trị cô, để cô không dám nhìn hắn bằng ánh mắt thế này. Lúc này hắn thả tay cô ra nói, về quái vật Pashik, tin ta giết bọn chúng được truyền đi, để nâng cao tinh thần của con dân đế quốc, chỉ vì bọn binh lính làm quá tốt, nên ta không còn lựa chọn nào khác. Ta không hiểu vì sao ngài tức giận. Là một Leopold, ngay từ nhỏ ta đã được học về việc chinh phục những sinh vật xấu xa. Lý do ta có thể xử lý được chúng là nhờ những gì ta đã được học. Ta nghĩ rằng ta có thể giúp ích cho điện hạ, nhưng kết quả là ta đã vội vã và lao ra, ta hy vọng rằng điện hạ sẽ không hiểu lầm ta, vì ta làm vậy là vì cảm xúc đối với điện hạ. Cô nói điểm yếu của Pashik là ngay giữa chán, tiểu thư cho đây là một chiến thuật sao? Tầm nhìn là điểm yếu của tất cả các loài động vật, nên tấn công trực diện là tốt nhất, cô nói, tấn công vào mắt chả có ích gì. Vì tầm nhìn của Pashik hầu như là rất kém, vậy nên tấn công trên chán sẽ dễ hơn, ta sẽ chỉ cho điện hạ. Nếu Adil đã nói vậy, ta phải tham gia vào chuyến thám hiểm. Buổi tối hôm đó, A do cẩn thận xử lý vết thương cho cô, anh nói sự xuất hiện bất ngờ của Trehearne và lời mời chính thức của hoàng đế tất cả đều đã chỉ rõ hướng đi là hoàng tộc muốn thúc đẩy hôn sự với gia tộc Leopold. Nếu tiểu thư hạnh phúc thì không sao, nhưng đối phương là kiểu người xấu xa như thế này thì sao đây? Ngài an do, ta không sao. Nhưng tiểu thư, cách đối xử này quá không cân bằng, cứ như thể chiếm đoạt công trạng của tiểu thư vẫn chưa đủ, ta không quan tâm về điều đó. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng và điềm tĩnh đến mức khác thường, anh cảm thấy dạo gần đây cô như trở thành người khác vậy. Anh cho rằng sau khi ngài công tước qua đời do phải tạm thời đảm nhiệm vị trí công tước, áp lực của việc dẫn dắt cả gia tộc Leopold nên đã làm cô thay đổi. Nếu không thể bảo vệ tiểu thư, ta ít nhất cũng muốn giảm bớt gánh nặng cho tiểu thư. Tiểu thư, tiểu thư sẽ kết hôn với nhị hoàng tử sao? Cô đáp, rác rưởi thì sao trở thành chồng của ta được? Hắn ta chỉ là củi mà thôi. Vậy sao tiểu thư lại để hắn cướp hết công trạng của mình? Tiểu thư còn giúp hắn trong chuyến đi thám hiểm. Chắc là ngài A do cũng nhận ra rồi. Bệ hạ muốn nhị hoàng tử làm chồng của ta mặc cho ta có muốn hay không? Chúng ta không thể làm gì được, trừ khi chúng ta có lý do chính đáng. Một lý do để từ chối mối hôn sự này. Để làm làm được như vậy cô sẽ tận dụng chuyến thám hiểm sắp tới. Vì bá tước Martina phải giữ mối quan hệ ngoại giao mà không cần đứng về phe hoàng tộc hay quý tộc. Trong trường hợp có chuyện gì xảy ra gây bất lợi cho nhị hoàng tử, ngài ấy sẽ không bất chấp che đậy cho nhị hoàng tử. Kể cả có thành công, nhưng nếu chuyện ngoài tầm kiểm soát, tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm. Nó quá mạo hiểm, sẽ tốt hơn nếu tiểu thư đồng ý kết hôn với ta. Nếu hôn sự đã được quyết định, bệ hạ cũng không làm gì khác được. Đây không phải là chiến lược an toàn hơn sao? Với cách này sẽ không ai dám động đến tiểu thư, tiểu thư có thể an tâm hơn. Và hơn thế nữa, người có thể học vào học viện kỵ sĩ, và tiểu thư có thể săn sẽ gánh nặng trở thành chủ gia tộc với ta. Đối với cô mà nói, trở thành chủ nhân của gia tộc không phải là gánh nặng. Gánh nặng mà cô không chịu được đó là đảm bảo không một ai phải chết vì ta thêm lần nữa. Cô đứng dậy và nhìn ra hướng ngoài cửa sổ, "Ngài đừng lo an do, ta biết ơn vì ngài đã lo lắng cho ta, nhưng ta phải từ chối, để không phí phạm cơ hội được trao. Lần này chồng cô sẽ do cô quyết định." Ngay lúc này trong hoàng cung, bệ hạ đang vui mừng vì nhận được tin của nhị hoàng tử gửi về. Trách Nobun nói rằng, Adil Leopold đã hoàn toàn say đắm con, nên người không cần phải lo lắng, sớm thôi mong ước của người. Sẽ thành hiện thực. Bệ hạ nghĩ rằng, Adil là một cô bé ngây thơ trăng, nên việc tiếp cận không quá khó, Trách Nobun đã làm rất tốt. Ông đã từng nghĩ, Trách Nobun là thằng con ngu ngốc, suy nghĩ đơn giản, không hề nghĩ nó lại giúp ích nhiều đến vậy. Giờ cái gai trong mắt mình đã biến mất. Gần đến lúc rồi, hôm nay Trách Nobun sẽ khởi hành tham gia chuyến đi thám hiểm, nhưng hắn lại méo mặt vì Adil không đi cùng. Cô nói không có lý do gì để cô tham gia chuyến thám hiểm cả, ta sẽ ở tại lâu đài cổ vũ cho điện hạ. Cảm ơn mọi người đã xem hết video, nhớ đăng ký và bật nút thông báo để xem video mới nhé.